Vâng, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Xưởng Gỗ Gia Gốc. Và lại là em Hùng Biện đây. Và trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu đến các bác một combo sản phẩm mang thiên hướng tân cổ điển, là bao gồm là một bộ hoàng gia hàng VIP và kèm theo đó là một chiếc kệ TV hàng VIP. Và hai sản phẩm này có gì đặc biệt và có gì hot thì rất mong được các bác hãy bỏ ra khoảng 5 đến 10 phút để xem em review hết các đường nét chi tiết của hai sản phẩm này. Và em sẽ báo giá công khai cho các bác. Thì các bác, đầu tiên thì em giới thiệu đến mọi người là một bộ sản phẩm hoàng gia bao gồm là 6 món, gồm một đoạn lớn này và kèm theo đó là một chiếc bàn to và hai chiếc ghế đơn ấy, và một chiếc đôn kẹp thấp và cuối cùng là một chiếc đôn kẹp bàn. Cái bộ sản phẩm này thì bên cơ sở như em làm là theo quy cách là hàng đặt các bác nhá. Các bác cùng với em đi lại gần chiếc đoạn dài này. Đoạn dài thì em xin giới thiệu đến các bác là em làm đoạn dài là 2m56 và sâu là 80 và cao là 1m49, cao từ trên lên đỉnh. Toàn bộ cả cái chương này bên cơ sở như em làm chương liền khối toàn bộ các bác nhá. Và làm dày là 10 phân, là đục là hoa lá tây và chạm khắc đục hoa hồng, mang đúng thiên hướng tân cổ điển. Và cả cái chương này em làm chương liền khối đục tỉa hai mặt các bác ạ, rất là đẹp và hàng hoàn thiện qua 7 lớp BOM tinh kỹ. Đến cái vách thì bên cơ sở như em làm vách xẻ nguyên một tấm và làm dày là 3 phân. Vách đục trơn các bác nhá, vách đục trơn dày 3 phân và toàn bộ là hàng trộn vân. Các bác xem vân này, vân của bộ sản phẩm này đẹp thôi rồi luôn các bác ạ. Và giữa vách thì bên cơ sở như em đục là chạm khắc đục là hoa tây và kèm theo đó là hai bông hoa hồng. Đấy các bác xem này, cả cái vách này em làm hàng trộn vân và gỗ hương đá 100%. Đến với cái tê. Cái tê này thì bên cơ sở như em làm là tê đặc này. Tê đặc hình chữ S nha các bác nhá. Tê đặc. Đấy. Nguyên một cái tấm này bên em làm tê đặc này các bác xem này. Và rộng của nó là 13 phân và chiều dài là 55 cả phù bì. Đấy, nguyên một khối luôn các bạn nhá. Và cái ván mặt này em làm là toàn bộ là xẻ nguyên một tấm, dày 2 phân các bạn, rất là dày. Đấy. Cực kỳ là dày. Và khuôn tranh này bên cơ sở như em làm là dày 4 phân các bạn, khuôn tranh dày tận 4 phân. Cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng và yếm đục hoa là tây và toàn bộ là chân 14. Cái yếm với cái khuôn tranh này bên em làm vén cong nhìn trông dẻo vô cùng luôn các bạn. Cái mẫu hoàng gia này thì các bác đang có những mẫu bàn ghế phòng khách, đang có mẫu phòng khách nhà ống này, nhà hiện đại này, và đặc biệt hơn là nhà tân cổ điển, không thể nào bỏ qua bộ sản phẩm này các bác, cực kỳ đẹp đấy. Và đến với sản phẩm thứ hai thì em xin giới thiệu đến các bác luôn là một chiếc bàn lớn. Cái bàn lớn này thì bên em làm theo thông số là chiều rộng của nó là 80 và chiều dài là 1m60. Cả cái mặt này bên em làm là xẻ nguyên một tấm này. Bàn này em đục là đục khung gương các bác nhá, đục khung gương và làm dày là 2 phân. Khuôn tranh thì bên em làm dày là 4 phân. Đây, các bác xem này, rất là dày. Và toàn bộ là khuôn tranh em làm vén cong nhá. Mẫu này thì trong năm 2021 thì bên nhà em bán cực kỳ là chạy các bác ạ. Đấy. Và bàn ôn thì em có làm kèm theo đó là hai chiếc ngăn kéo để cho các bác kéo ra cái vào đồ bên trong. Rất là tiện. Chân thì toàn bộ là chân 14 rồi các bác ạ, chân 14. Đấy. Và cả cái bộ sản phẩm này các bác sẽ kê hết chiến diện tích kết quả 12 mét vuông các bác nhá. 12 mét vuông. Đấy, và đến với hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này thì bên em xin giới thiệu đến các bác là kích thước là em làm chiều cao là 1m45 và chiều rộng, chiều ngang là 1m1 và chiều sâu là 80. Toàn bộ là chương bên em làm và chương liền khối này các bác xem này. Chương liền khối và đục là đục hoa là tây và chạm khắc hoa hồng. Hàng hoàn thiện qua 7 lớp BOM hoàn thiện tinh kỹ các bác nhá. Sơn là sơn G7. Xà thôi lì tít các bác ạ, bóng loáng. Đây. Hàng bên nhà em là hàng hoàn thiện tinh kỹ nha mọi người xem. Tất cả các đường nét chi tiết này. Đây, xà bóng còn, lì tít, kể cả lỗ luôn mọi người nhá. Đấy. Chương này bên em đục là chương liền khối, đục tỉa hai mặt. Và vách thì bên em đục là vách đục trơn các bạn. Và làm dày là 3 phân các bạn. Vân veo tuyển chọn đẹp vô cùng các bạn. Tê thì em làm tê đặc rồi. Đây. Cả cái tê này em làm tê đặc nguyên khối này. Ván mặt làm xẻ nguyên một tấm và làm dày 2 phân. Khuôn tranh thì em làm dày là 4 phân. Đấy, cổ chỉ là 3 tầng. Và yếm với khuôn tranh làm vén cong. Đây các bác xem này, chân là chân 14. Kể cả cái mặt so luôn của ghế đơn này các bác xem nhá. Mặt so em đục tỉa hai mặt các bác ạ. Và hàng hoàn thiện thì đều đẹp như mặt trước. Toàn bộ được làm với chất liệu gỗ hương đá đỏ của Lam Phi. Đấy. Và đến với cái sản phẩm thứ 5 của bộ hoàng gia hàng VIP này là một chiếc đôn kẹp bàn. Thì bên em làm theo thông số là chiều dài là 80 và chiều rộng là 50 các bác nhá. Và đôn kẹp bàn thì em cũng làm kèm theo đó là một chiếc ngăn kéo để cho các bác kéo ra cái vào đồ rất là tiện. Mặt xẻ nguyên một tấm, dày 2 phân. Khuôn tranh em làm dày 4 phân này. Đấy.
Và đến với sản phẩm cuối cùng của bộ Hoàng Gia này là một chiếc đôn kẹp thất. Thì bên em làm theo thông số là để em đo luôn các bác này. Một chiều là 45 và chiều còn lại cũng là 45. Mặt xẻ nguyên một tấm dày 2 phân và khuôn tranh dày 4 phân. Và giá thành của bộ sản phẩm Hoàng Gia hàng VIP này thì bên em đang bán với giá hoàn thiện là 75.800.000 là giá hoàn thiện đẹp kỹ các bác. Và các bác trong thời gian đầu năm này thì bên em đang có chương trình lì xì đầu năm ưu đãi đặc biệt là cho tất cả quý vị khách hàng. Khi mà mua sản phẩm bàn ghế bên cơ sở nhà em sẽ lì xì giảm giá 3 triệu trên một sản phẩm các bác nhá. Đấy, thì nếu mà các bác mua bộ này thì giá chỉ còn là 72.800.000 và tặng cho mọi người là một phần quà trị giá 1.200.000. Đấy, một combo khay trà, tặng kính bàn kính đôn dày 1 phân và hỗ trợ vận chuyển cho bán kính 50 km các bác. Đấy, và đến với cái sản phẩm thứ hai kèm theo đó là một chiếc kệ TV Hoàng Gia. Kệ TV Hoàng Gia này thì các bác kê vào những cái sản phẩm như Hoàng Gia, bộ Hoàng Gia này thì rất là hợp và đẹp các bác. Nhìn trông nó sang trọng luôn các bác và đẹp. Đấy. Và toàn bộ là cái kệ này em để phẳng nha mọi người nhá. Kệ để phẳng và hàng là hàng dày dặn. Mặt ván này em làm dày là 1/8 này. Đấy, mà vân veo rất là đẹp. Cũng được làm chất liệu của hương đá đỏ Nam Phi. Và cánh này bên cơ sở như em đục là đục hoa hồng. Đấy, đục hoa hồng. Mang đúng thiên hướng là tân cổ điển các bác ạ. Đấy. Và cái ván cánh này em làm dày là 2 phân. Cái khuôn cánh này em làm dày là 4 phân này. Đấy, khuôn cánh dày 4 phân và kể cả bên trong các bác xem này. Đấy. Bên trong bên em hoàn thiện đẹp các bác nhá. Đây, bên trong bên em cũng hoàn thiện. Đấy. Và cái chiều dài của chiếc kệ này là em làm chiều dài là 2m38 và chiều sâu là 47 và cao là 80. Toàn bộ là hàng trộn vân trộn gỗ. Chiếc kệ TV này thì bên em đang bán với giá hoàn thiện là 22.800.000. Đấy. À, cái điều đặc biệt nữa của chiếc kệ này là bên em là hàng đục tê các bác nhá. Đục tê. Đấy. Đục tê kinh bông. Đây, các bác xem này rất là đẹp. Đấy, và nếu mà các bác nào mà mua kèm theo combo, mua kèm theo mạng bộ ghế này, em sẽ giảm cho các bác trên một sản phẩm này chỉ còn có 21.000.000. Đấy. Các bác nào mà quan tâm thì hãy liên hệ có hotline số điện thoại Zalo của em để trên màn hình là 096 119 0. Còn địa chỉ nhà em đang quê là tại cơ sở 1 của nhà em, là có địa chỉ là cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đấy, và các bác có những bình luận đóng góp ý kiến gì thì các bác hãy comment lên cho em dưới phần bình luận nhá. Đấy, và cái chế độ bảo hành của bên em là bảo hành cho các bác 15 năm về chất lượng sản phẩm. Đấy, và các bác nào mà quan tâm cái combo sản phẩm này hãy liên hệ qua hotline của em trên màn hình nha các bác nhá. Đấy, và em xin cảm ơn tất cả các bác đã bớt chút thời gian để xem hết video clip bên cơ sở nhé em. Và em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Xin chào.